không? Bự không? Bự không chú? Rồi, hôm nay con đặt xong rồi con đi làm, hôm nay mới đi thăm lại nè. Hôm bữa đặt đi cái đâu biết. Đặt lợp vậy? Dạ đúng rồi. Không đặt cặp chuột. Chuột hả? Trời ơi, con chuột chà má luôn trời. Chết hay gì? Rồi ở đây ha, mà đặt lợp đặt lợp phá tổ sơn luôn. Chú. Trời ơi, chuột cống nè. Trời ơi. Có cái sịn chưa? Hôm bữa con đặt xong rồi con đi. Hôm bữa đặt xong rồi đi, con đi làm đột sức rồi đâu có thăm đâu. Mới chết mà. Cống là mới chết. Cống là mới chết mà ăn được. Đó 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 là kiếm mày nó kêu ăn thằng ngô đó. Đang cái gặp anh luôn nè. Nó ăn được, nó không tư mà.